Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng ngày hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, chỉ quanh ngưỡng từ 11 đến 12 độ C. Đây là mức nhiệt giảm sâu nhất của thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tính từ đầu mùa đông cho đến nay. Trong sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, học sinh, sinh viên đi học và người dân đi làm vào sáng sớm là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của thời tiết. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Hôm nay, nhiều người dân bắt đầu quay trở lại làm việc và học tập. Là ngày đầu tuần, lượng phương tiện đổ dồn về trung tâm vô cùng lớn. Không khí lạnh tràn về đột ngột, nhiệt độ giảm sâu chỉ khoảng 11-12 độ, khiến nhiều người chưa thể thích nghi. Ghi nhận tại trục đường ngã tư Sở, người dân phải chật vật để di chuyển. Hơi bó tay ạ, vì thời tiết thay đổi so với trước là hơi ấy quá, hơi chi lệch quá. Mới thứ bảy trước là vừa nắng xong, trời từ nhật là 11 độ, và hôm nay là đến tầm 12-13 độ. Mình không quen lắm, nhưng chắc là sẽ quen được. Mình cảm thấy rất là buốt tay với này chân đấy, bởi vì mình đi cũng khá là xa. Đường này còn đông nữa nên là cũng gây khó khăn trong việc di chuyển. Mình đi từ đâu đến đây? Mình đi mái ở dưới Nhổn lên đây cơ. Để tránh cái rét, đa số người dân ra đường với những đôi găng tay, những chiếc áo khoác phao dày. Nhiều người dân cho biết còn phải mặc nhiều lớp quần áo mới có thể đủ ấm. Lạnh hơn rất nhiều ạ. Mình mặc áo len này, áo gió này, áo khoác này, khăn, tất tay. Mình đã phải mặc phải 3-4 cái áo phía trong rồi, rồi giày tất mình phải đầy đủ. Chứ bây giờ mà cứ đi mà không giày tất đầy đủ là rất là buốt. Khi mà đi ra đường mà không có găng tay hoặc là những cái đồ bảo hộ thì là khá là rét buốt. Việc thay đổi thời tiết đột ngột cũng khiến nhiều phụ huynh đưa con đến trường cảm thấy lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc thay đổi thời tiết này thì làm cho cảm giác con người khá là khó chịu khi mà cái nền nhiệt nó thay đổi từ cái mức độ cao xuống cái mức độ thấp, và đặc biệt là những các cái bạn trẻ con như đấy ra đường là khá là dễ gây ốm hoặc là các cái bệnh về phổi, về hô hấp. Theo dự báo, hôm nay Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Người dân đi ra đường cần chủ động trang bị quần áo ấm và lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp để đảm bảo sức khỏe.